Thấy ưu phiền để người thứ ba xuất hiện.
đón dâu dọn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mối hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ngôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đan với ai, em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đơn đau cho người vui trọn đến kiếp sau, riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi. Xóa đi hết.
Trong khoảng thời gian bên
Hãy về nơi gấm hoa lùa là
Thôi thì em hãy về.
Mất
trong lòng em giờ đây có ai, là ánh mắt buồn có hay thấy chắc người đổi thay trông khác lạ chẳng như bao ngày. Vậy lý do ta bắt đầu là gì để hôm nay đậm sâu rồi biệt ly? Điều khó nhất có lẽ là khi khâu trái tim tình gì đâu cũng vì gặp được nhau chẳng dễ chi. Cạnh thì không thương nhau, gieo thương đau, trong mong chỉ kịp nào giữa muôn vạn người tìm được có chẳng dễ làm sao. Ừ thì thôi em ơi, buông em ơi, tính cho nhau một lời, chúng ta tự mình chọn cách rời mất nhau một đời. Lúc ấy có buồn trầu đến mây cũng bằng không, thương thật lòng chưa chắc nhận điều mình mong. Gặp được em do duyên do số, thương mẹ già đàn em nhỏ.
Cho em bao nhiêu là nước mắt. Con anh ơi vẫn còn
sao cho vừa. Hàng ngày xưa cũng như phố say nô đùa. Nhưng nay sao con em cùng ngần ấy năm đã sắp phải dần. Câu hứa bên nhau sao hoa thương đầu tình ơi. Còn đó những ngày bên nhau như sau này chẳng thấy. Thì nào xóa đi nhiều lần vẫn cứ nghĩ.
Anh biết
là em cũng làm vậy. Anh chưa từng nghĩ mình phải biết, càng không muốn em mình phải hiểu, và càng không cần hỏi lắm nhiều. Bao người khác anh em cứ yêu và tìm hiểu, trao đi nụ hôn thật ân cần, quan tâm em nhiều hơn cả anh một cà phê cần. Ok anh đi là điều cách chi với em, nhớ xem lòng đêm thăm men em xa vào lòng ai. Đen mai nhân ai chẳng giúp gì cho cả hai, tốt hơn là xem nhỏ nhất người là người làm quà. Chồng lại thêm một chút, lại thêm một chút, ngỡ sẽ quên đi rồi, nhưng nỗi đau cứ vương không lời. Ngờ mình sẽ gỡ nút thắt chặt trong tim bấy lâu, nhưng thực tại chỉ là bầu trời xa vời.